Mấy cái tô hút chiên bơm nước, cắt ao, tắt đìa, bắt cá công suất lớn của con. Rồi hổng này chà bá nợ luôn, hai tắt luôn nè. Nghe không? Hai tắt. Này công suất lớn nha. Rồi là hổng ra hai tắt luôn nè. À, bà con mua nhớ đo cơ lắp bao nhiêu nha, lắp ngoài bao nhiêu, cốt bao nhiêu nha. Ví dụ như 34, 14, 34, 16, 42, 16, 42, 18 nha. Cái này nè, bà con đặt cho phù hợp nha. Lấy nước hay không nếu nói nha. Nếu mà con lấy lại thì không xài nhắc lại. Dành xem này có mấy nước mình xài. Đó là số bơm tu hít, tắt đìa, cao bắt cá đó. Lỡ nhỏ nè. Tắt, tắt 1, tắt 2. Tắt 4, tắt rưỡi, tắt 8 và 2 tắt. Đó là những mẫu bên em có sẵn. Tu hít, chia bơm nước, giá cao bắt cá rồi đó. Rồi con có điện thoại luôn, 088, 635, 637. Tu hít chuyên bơm nước, tắt đìa khô ao á, bơm công suất lớn nha, cái này hai tắc, tắc 8, tắc 6, tắc 4, tắc 2, một tắc. Thì theo kích cỡ con đặt nha, ở đây đa số là sẽ xuôi nha con, để xuôi toàn bộ nha. Rồi bà con nào có nhu cầu alo nha, 088 635 637.